Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về Tướng Số trên kênh Kiến Thức Tử Vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến Thức Tử Vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: Tử Vi về Nhân Tướng Học. Về đối với những người độc thân, càng lâu thì sự nghiệp của những con giáp này cực kỳ thăng hoa, sẽ đến bất ngờ. Đúng là gừng, càng già thì càng cay. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đối với những con giáp mà độc thân càng lâu càng dễ thành công này, đó là những con giáp may mắn nào, thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến Thức Tử Vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Đối với những người này, độc thân càng lâu thì sự nghiệp càng thăng hoa đến bất ngờ. Đúng là gừng càng già càng cay. Đối với những con giáp này thì độc thân càng lâu rất dễ thành công. Không phải họ ế mà do vẫn phải mải mê theo đuổi công danh và sự nghiệp của chính mình, dành hết tâm huyết cho những việc kiếm tiền để đảm bảo có một tương lai đủ đầy và an nhàn về sau, nên tạm thời gác chuyện tình cảm cá nhân của họ sang một bên. Cuộc đời luôn đầy chông gai và thử thách, đừng vì thất bại mà nản lòng quá sớm. Bởi thường các cụ vẫn nói, sông thì có khúc mà người thì có lúc. Cuộc đời thăng trầm, chẳng ai có thể biết được tương lai của mình sẽ ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu không cố gắng ngay từ bây giờ thì thành công sẽ còn ở rất xa đối với các bạn. Có nhiều người vì chưa gặp may mắn trong chuyện tình cảm, chưa tìm được một đối tác phù hợp để lập gia đình, nên không để lãng phí thời gian, họ chuyển hướng chú ý tập trung vào sự nghiệp riêng của chính mình. Họ muốn xây dựng một nền tảng vững chắc trước để đảm bảo cho tương lai của họ đầy đủ cho bản thân và cả người thân, nên chưa để tâm đến hạnh phúc cá nhân. Điển hình như những con giáp độc thân càng lâu thì càng dễ thành công này, không phải họ ế mà do họ mải mê theo đuổi công danh, dành hết tâm huyết cho việc kiếm tiền, nên tình trạng độc thân vẫn còn kéo dài. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy suốt ruột thay cho họ, nhưng trong bản thân những người đó không còn thấy vấn đề gì cả. Đó là sự lựa chọn của họ và họ rất hài lòng với con đường mà mình đang đi. Và các bạn thân mến, thứ nhất là đối với người phụ nữ tuổi Dậu. Hầu hết các cô gái tuổi Dậu đều được trời phú cho một ngoại hình ưa nhìn và nét nữ tính độc đáo, rất dễ thu hút người khác phái. Lại thêm năng lực làm việc rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ, họ rất giỏi giang và có trách nhiệm, có mục tiêu rõ ràng, nên đa phần những con giáp nữ này không chỉ có sự nghiệp hanh thông mà còn có nhân duyên rất vượng, với nhiều mối quan hệ thân sơ rất tốt đẹp. Những tưởng về những lợi thế đó sẽ giúp cho con giáp này sớm yên bề gia thất, nắm trong tay cả hạnh phúc lẫn sự nghiệp vẻ vang. Thế nhưng mọi chuyện lại không như nhiều người vẫn nghĩ. Với những cô nàng mà cầm tinh con gà có thể rất tài giỏi trong công việc là thế, song về đường tình duyên lại không được mấy suôn sẻ và may mắn như mọi người tưởng. Nguyên nhân chính có lẽ là bởi họ đang đặt ra quá nhiều yêu cầu khắt khe trong chuyện hôn nhân, nên cô nàng cực kỳ kén chọn đối tượng của mình sẽ lấy làm chồng. Vì thế, những chàng trai bình thường không có ưu điểm nổi bật vốn không thể lọt được vào mắt của những cô nàng tuổi Dậu. Và điều đặc biệt là con giáp nữ tuổi Dậu nếu tạm thời chưa gặp được đối tượng ưng ý thì sẽ dốc toàn tâm toàn lực cho sự nghiệp của bản thân mình. Họ toàn tâm toàn ý học tập, làm việc, cống hiến hết mình, không ngại khó, không ngại khổ để giành lấy những thành tích mà mình đã đặt ra. Đó là lý do mà con giáp nữ này là một trong những con giáp độc thân càng lâu
càng dễ thành công trên con đường sự nghiệp. Cô ấy có khả năng thích ứng mạnh mẽ và có đầu óc rất linh hoạt. Cho dù gặp phải những vấn đề lớn như thế nào cũng không thể khiến con giáp này lúng túng. Họ có thể thích nghi và cải thiện tình hình bằng chính nỗ lực của mình. Khi không còn ràng buộc về mặt tình cảm thì cô ấy đương nhiên sẽ hết mình vì sự nghiệp, chẳng bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào của cuộc đời. Và các bạn thân mến, thứ hai là đối với nam người tuổi Mão, với người đàn ông tuổi Mão thì đa phần là những người có tính cách hiền lành, lương thiện, trong mọi việc đều dĩ hòa vi quý. Vì thế, họ có nhân duyên khá tốt và các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thế nhưng, ở vấn đề tình cảm cá nhân thì con giáp nam này lại gặp một vài trở ngại nhất định, cũng bởi là anh ấy đặc biệt là thận trọng và nghiêm túc trong các mối quan hệ. Họ có yêu cầu cao đối với người bạn đời trong tương lai của mình. Nếu như chưa gặp được người đáp ứng với những yêu cầu của mình đặt ra thì anh ấy thà tiếp tục độc thân chứ không chấp nhận một mối quan hệ tạm bợ sớm nở chiều tàn. Với nam người tuổi Mão, điều đó khiến cho đôi bên làm lãng phí thời gian của nhau, lại vừa gây tổn thương cho người kia, sau này có lẽ rất khó xử khi gặp lại nhau. Bởi vậy, thời gian độc thân của những người tuổi Mão cứ kéo dài thêm mà người họ mong đợi vẫn chưa xuất hiện. Thế nhưng con giáp nam này chẳng hề sốt ruột chút nào, bởi trong quãng thời gian độc thân đó, họ cũng chẳng hề để lãng phí bất cứ giây phút nào của cuộc đời. Họ dồn hết tâm sức cho sự nghiệp và việc học tập, tập trung hoàn thiện về bản thân, xây dựng tiềm lực kinh tế vững mạnh hơn, chuẩn bị hết thảy cho một tương lai an nhàn về sau. Trong lúc này thì những chàng trai tuổi Mão sẽ nỗ lực phát huy thế mạnh của mình, tận dụng tốt những mối quan hệ mình có để đạt được thành công trong sự nghiệp. Vốn dĩ những chàng trai sinh vào tuổi Mão có những thay đổi cảm xúc nhanh chóng và khả năng thích ứng mạnh mẽ. Họ thường có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh hoặc tài chính. Anh chàng này đặc biệt là có duyên đàm phán tìm được những cơ hội hợp tác hứa hẹn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu không bị tình duyên phân tâm, họ thậm chí sẽ càng chăm chỉ và dồn hết tâm huyết để theo đuổi sự nghiệp, biến bản thân trở thành một phiên bản ưu tú mạnh mẽ hơn. Khi đó họ thực sự sẽ trở thành mẫu đàn ông vàng 10 trong mơ của rất nhiều cô gái, và cơ hội tình duyên cũng mở ra được nhiều hơn. Và các bạn thân mến, thứ ba là đối với cô nàng nữ tuổi Thân. Trong tử vi của 12 con giáp thì những cô nàng nữ tuổi Thân trời sinh thông minh nhanh nhẹn, lại có khả năng thích ứng mạnh mẽ trong mọi tình huống. Trong công việc thì cô ấy luôn có trách nhiệm với những thứ mình đảm nhiệm, việc gì được giao cũng hoàn thành một cách tốt nhất và trong thời gian ngắn nhất có thể. Cho nên cấp trên của con giáp này hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi giao việc cho họ. Dù vậy, đường tình duyên của họ lại không được thẳng băng như nhiều người. Nguyên nhân chủ yếu là họ vẫn chưa tìm được người khiến trái tim của mình rung động. Vì vậy, nhịp đập vẫn bị sai nhịp. Họ cũng từng bước chân vào nhiều mối tình, nhưng sau cùng vẫn đôi đường đôi ngả, chẳng có một kết thúc có hậu nào. Hơn nữa, con giáp này có một quan điểm là vạn sự tùy duyên, nên họ không bao giờ gượng ép bất cứ một điều gì trong chuyện tình cảm, lại càng không. Cô nàng tuổi Thân thì luôn giữ một niềm tin rằng mọi chuyện đều có số mệnh an bài. Nếu ở hiện tại chưa có thì tức là vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, vậy cứ cưỡng cầu cũng có ích gì. Chính vì suy nghĩ kiểu đó khiến cho họ vô tư tận hưởng một cuộc sống độc thân tự do, kể cả khi bạn có bạn bè đều đã yên bề gia thất. Gia đình thì liên tục thúc giục với cô gái ấy, bạn trai cũng được, không có cũng chẳng sao, miễn là bản thân vui vẻ là được, làm những điều mình thích thú nhất. Vốn dĩ các cô nàng tuổi Khỉ vui vẻ, lạc quan, nhiệt tình, năng động, thích kết bạn, biết cách xã giao tốt đẹp, nên cuộc đời luôn có quý nhân phù trợ.
Đây cũng là một lợi thế không nhỏ của con giáp này trong công việc, giúp cho họ đạt được những thành tựu khiến cho bao nhiêu người khác phải nể nang, và họ rất có tinh thần chuyên nghiệp. Càng độc thân, họ càng có động lực và năng lực để phấn đấu cho sự nghiệp của mình thăng hoa hơn nữa. Vì vậy, bỏ qua những tiếc nuối và chưa trọn vẹn trong tình cảm, họ luôn luôn cố gắng tích cực tạo dựng những thành công vẻ vang trên con đường công danh và sự nghiệp của chính mình. Và các bạn thân mến, về thứ tư là đối với nam người tuổi Tỵ, đa phần người đàn ông tuổi Tỵ đều có tư duy độc lập, làm việc chăm chỉ và rất có trách nhiệm. Họ rất chú trọng đến tiền bạc và sự nghiệp, lại có đầu óc linh hoạt, nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh, nên thường có một sự nghiệp khiến cho nhiều người phải ghen tị. Nhưng về mặt tình cảm thì con giáp này lại không để tâm cho lắm, bởi họ để có thể gặp được người khiến lòng mình rung động không dễ dàng gì. Với người đàn ông tuổi Tỵ thì tình cảm riêng tư và sự nghiệp có một mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Vì chưa tìm được người thích hợp nên họ càng dồn hết tâm sức vùi đầu vào sự nghiệp của bản thân, đồng thời cũng vì quá mải mê theo đuổi công danh sự nghiệp nên chuyện tình cảm bị gạt sang một bên. Có thế mới thấy phần lớn là thời gian họ đều dành hết tâm sức cho sự nghiệp. Còn chuyện độc thân càng lâu thì sự nghiệp càng đạt được những bước tiến đáng kể. Hơn nữa, đàn ông cầm tinh con rắn là có tính kiên trì, quyết tâm rất lớn. Chỉ cần là việc họ muốn làm gì thì nhất định sẽ theo đuổi đến cùng, không có việc gì là không thể. Hơn nữa, họ lại là người có tầm nhìn sắc bén và rất giỏi trong việc đầu tư kinh doanh hay quản lý tài chính. Nói chung, chỉ cần họ tập trung nhắm đến một dự án nào đó thì cuối cùng họ sẽ thu được lợi nhuận rất lớn trên con đường sự nghiệp. Đối với họ, chỉ có thành công trong sự nghiệp mới là mục tiêu lớn lao, thành tựu nhất trong cuộc đời của họ. Còn về chuyện tình yêu thì mọi thứ đều tùy duyên chứ không nên ép buộc. Và các bạn thân mến, về thứ năm là về nữ người tuổi Sửu. Với những cô gái tuổi Sửu là đều có tính cách phóng khoáng, đa phần đều có dũng khí, năng lực mạnh mẽ, không thua kém gì cánh mày râu. Với thái độ là làm người của nàng giáp này rất chân thành, lương thiện và luôn trung thực với mọi việc. Họ được trời sinh có tính kiên trì, không dễ dàng bỏ cuộc. Với cùng một việc, trong khi người khác đã sớm đầu hàng và bỏ cuộc từ lâu, nhưng con giáp này vẫn canh cánh trong lòng, suy nghĩ tìm cách giải quyết cho bằng được, nếu không sẽ không thể ngủ yên. Với người ngoài nhìn vào có thể đánh giá cô gái ấy cứng đầu và cố chấp, nhưng thực chất bản thân họ hiểu rằng đó là bởi bản thân không chấp nhận bỏ cuộc một cách dễ dàng. Nếu chuyện gì cũng làm theo và nghĩ theo người khác, vậy thì bản thân sẽ mãi ở trong đám đông, không thể trở nên khác biệt. Điều mà nữ tuổi Sửu theo đuổi là một hướng đi mới để đạt được thành công mới, không giống với bất cứ những gì đại trà sẵn có. Về thực sự đã chứng minh họ luôn luôn có cách để hoàn thành những việc mà người khác không thể làm được và những kết quả thu về rất tốt. Trong lĩnh vực sự nghiệp, tài giỏi là thế, nhưng đường tình duyên của những nàng giáp này lại không được suôn sẻ cho lắm. Có lẽ nguyên do lớn nhất đến từ cái tính kiệm lời, không khéo ăn nói nên cô ấy không biết tạo dựng lợi thế để thu hút cho người khác phái. Bù lại, nếu vẫn chưa gặp được những người phù hợp thì con giáp nữ này chẳng hề chán nản hay buồn bã. Thay vào đó là cô ấy sẽ dành phần lớn những năng lực của mình cho vào công việc. Với những cô gái sinh năm tuổi Sửu rất lý trí, nguyên tắc là rất tham vọng. Họ có thể không có tình yêu nhưng không thể không có sự nghiệp. Họ hiếm khi từ bỏ sự nghiệp của mình để cho một mối quan hệ, ngay cả với những người mà họ dành cả tình cảm đặc biệt nhất. Trong suy nghĩ của cô gái ấy, nếu hiện tại tạm thời chưa gặp được người đàn ông ưng ý, vậy thì cứ làm việc chăm chỉ, làm cho bản thân ngày một tốt hơn, mạnh mẽ nhất có thể, sau đó mới nghĩ đến chuyện yêu đương cũng không sao. Và mọi thứ sẽ đến đúng thời điểm của nó, không có gì mà phải vội vàng. Cho nên con giáp nữ này càng độc thân lâu
thì sự nghiệp càng thăng hoa và rực rỡ hơn. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.